Rồi xin chào mọi người nhá. Hôm nay là em quay cái dây mà nó sẵn cả cái gen bi luôn nhá. Gen bi này nó là gen bi chống trượt luôn nhá. Phi 30 này. Dài là cái đường dây dài của nó là 1m07 này. Đó, phi 30 nhá. Hành trình của nó 90 thôi nhá. Đó. Hành trình của nó là được 90 thôi nha. Dài nhất là được 90 thôi nha. Nó sẵn ở cái khuôn nhôm này. Đó. Rộng 40 này. Cao 22 này. Còn cái này là nó rộng 25 nhá. Đó. Cái này là phi 30 này. Phi 30 này. Đấy. 2 bi này, bi ấy này là phi 25 nhá. Với cái trục gen này thì phi 25 nhá. Em có 2 4 cái à, 1,5 triệu một cái nhá. Ai có nhu cầu thì alo cho em nhá. Cái này nặng 25 đến 27 kg nhá. Đấy, nó có sẵn cả vòng bi ở đây rồi. Người về chỉ việc chế cháo thôi nhá. Rồi xin chào mọi người nhé.